thủ đã ghi bàn mở tỷ số xuất phát của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đó là số 18 Hồ Minh Dĩ. Đường chuyền dành cho Đức Trinh. Khoảng trống cho Đức Trinh. Quang ơi! Vào rồi! Rất tuyệt vời. Lâm Thuận. Căng ngang, cơ hội đây rồi. Quá tuyệt vời. Cú đúp của Đức Trinh. Đức Trinh! Bóng đã nằm trong khung thành của thủ môn Simon Oling.